Quý vị nhớ, con người mà nhớ Phật, niệm Phật mà thường vui, quý vị sẽ thành đạt mọi lãnh vực. Nên những Đức bữa đó chia sẻ Phật Pháp hôm qua, Đức nói một câu, vì muốn độ người thân, quý vị không? Chính hành động quý vị chứ. Họ chưa học Phật, chính hành động bị độ được họ hay không là chính mình. Bị vui, bị cười nhiều là bị độ được họ. Ừ, độ được đó. Nhăn mày, nhăn mặt không có độ được đâu. Nhăn mày, nhăn mặt không có độ được đâu. Mà nhăn mày, nhăn mặt sống làm gì? Đúng không? Nhăn mày, nhăn mặt sống làm chi? Có ý nghĩa gì đâu. Nó, bây giờ hiểu không quý vị? Cười cho nhiều lên. Đúng không? Cười như bà khùng vậy. Khùng mà vui. Còn hơn khôn mà buồn. Khôn tối ngày suy nghĩ thủ đoạn này, thủ đoạn kia, thủ đoạn nọ. Nói chuyện chơi với ai cũng là có cách này cách kia. Con người mình sống giết nó khổ đến mức mà chơi với ai, nói chuyện với ai cũng tính toán chứ. Ngồi uống ly cà phê với người ta cũng tính là phải có cái chuyện gì. Còn nếu ăn được bữa lẩu thì chắc chắn phải việc lớn hơn. Còn nếu đãi xịn sò nữa thì chắc chắn phải có cái mối đặc biệt nhờ giả. Vì ơi, trong cuộc đời của người ta bị đúng là cả đời chúng ta không biết chạy đi tìm cái gì quý vị. Nó rõ ra chúng ta giống như bị chạy quảng quý vị. Bị quảng hốt cuồng chí mà cho mình khôn. Chạy giết mình tính mức mà chạy cuồng chí quý vị. Chạy lang thang luôn. Có khi vì một cái danh, vì một cái sự nghiệp gì đó, cái danh. Có khi vì một cái chức phận thôi mà bản thân cũng cực khổ dữ lắm. Chạy đun chạy đáo. Đừng có nói là người đời, cả người tu luôn. Cũng vì cái danh mà chạy đun chạy đáo đi nhờ giả này, nhờ giả nọ. Những Đức nói 15, 16 trong đạo tu hành, trong chùa tu. Những Đức nói 15, 16 năm này cũng là một bài học cho bản thân mình. Những Đức nói bây giờ chùa chiền Hòa Thượng xây, Những Đức không có cái danh nghĩa gì mà trong chùa chiền này chứ. Danh nghĩa làm gì? Làm được chuyện thì thôi. Danh nghĩa làm chi cho nó nặng nề. Cái nào có danh có nghĩa là danh nghĩa. Còn cái nào nó làm được là làm được. Đặt vấn đề chi nặng nề. Có những người gặp Những Đức nói thầy, thầy lo cho bao nhiêu con người vậy? Thầy không có cái danh nghĩa gì rõ ràng. Lỡ một ngày nào có cái gì, người đi theo thầy khổ. Khổ là do nghiệp duyên họ đã đến rồi thì phải khổ. Đúng chưa? Lỗi đâu phải tội tôi. Đúng không quý vị? Tôi làm hết mình tôi thôi, kêu tôi phải bắt buộc tôi phải thêm như vậy để được như vậy, để vì họ. Không có chuyện này đâu. Tôi đã làm hết sức tôi thôi. Nó, chúng ta hãy sống làm sao hết tặng đáy lòng mình đi. Là được rồi. Nên cái câu rất là hay. Chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Tôi chọn hết bổn phận đi quý vị. Nên hôm qua ngồi nói chuyện Hòa Thượng nói một câu, xây dựng thôi Hòa Thượng đứng ngày làm đi. Con kiếm được tiền, có tiền con đưa cho Hòa Thượng xây rồi xong. Chứ con không bao giờ mà con đứng ra mà con làm mấy cái đó đâu. Thôi việc của mình cứ duy trì việc của mình, không có đụng vô. Nào ông ngài ông xây quen để cho ông làm đi. Có cái duyên đó, duyên của người ta, để cho người ta làm. Nó mình làm đây, ổng đi qua là ổng thấy cái này không được, kia không được. Rồi nó phiền não với nhau mà chết. Bệnh nghề nghiệp với quý vị. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên á, muốn giải được cái bệnh nghề nghiệp này cũng không phải giỡn đâu. Ví dụ Những Đức là người chia sẻ Phật Pháp quen. Mà mấy chú rồi mấy thầy rồi mà chia sẻ Phật Pháp mà Những Đức nói cái này không được, cái kia không được thì sao người ta làm. Nhưng mà Những Đức phải giải được cái tâm này không? Mấy ông chia sẻ có cách của mấy ông. Có những người người ta thích nghe mấy ông thì tự nhiên có duyên là sao người ta cũng nghe. Nó ngộ vậy đó. Còn nếu như mình bị bệnh nghề nghiệp không thông là mình nói à cái này không được, kia không được, cái nọ không được. Nó lạ vậy đó, là khó làm lắm quý vị. Thôi việc ai nấy làm phước cho rõ, cho nó khỏe. Nên cái tâm trạng mình làm sao mà nuôi được cái tâm an lạc. Không có cái gì quan trọng bằng cái sự an lạc của nội tâm. Nhớ nha quý vị, sự an lạc của nội tâm là quan trọng nhất. Ngày mai chờ có sập xuống một cái rầm, ta ngày nay phải sống cho tốt.
nhớ kỹ. Thế nhiều người ta gặp như thế ta đều nói những câu nói: thầy 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 không lo hả thầy? Lo gì? Đông như vậy lỡ không có gạo ăn sao? Ta nói mấy cái chuyện gì đâu không ngủ vị ơi. Rồi thầy 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 không lo hả? Lễ lọc mà đông vậy lỡ mà cái gì cái làm sao? Sao họ họ thích, thích lỡ quá. Sao ưa nói mấy câu ngộ ghê? Bao nhiêu lần làm thì cứ làm đi, lỡ cái gì? Sao kỳ cục quá trẻ. Thầy 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 thầy, thầy phải dành số tiền nghe thầy. Lỡ mai mốt có cái gì thì lúc đó có tiền mà giải quyết vấn đề. Nó sao cứ lỡ nữa. Không thấy bòi mà thấy lỡ không? Sao họ thích lỡ? Sao vì ưa lỡ lắm, ngộ lắm quý vị ơi. Chính bản thân nhận thức làm cho quý vị thấy là cái gì. Ông này đương thờ mười mấy năm vẫn là thấy đặc biệt. Quý vị nói có mười mấy năm mà te tua bây giờ này, còn hơn ông không có một năm nào. Đúng không? Cuộc đời con người của chúng ta đi đường, đi được một đoạn đường bằng phẳng thì cứ đi đi. Còn những con đường khác ổ gà hay trong gai thì lúc đó chúng ta tìm cách khác mà đi. Bạn cứ là con đường đi bạn cũng không cảm nhận được, vì cả đời của bạn đến chết luôn bạn không có cảm nhận được con đường nào chân hả? Thua. Không? Nên là... giống như có cái ông này, ông gặp với Đức nói là thầy thầy, con nói thiệt, con có một người vợ rất là đẹp, nhưng mà con rất là lo vợ này nó sẽ xấu. Nói cái chuyện gì vô duyên gì đâu. Thì những đứa nói bây giờ ông Phan hả, nói ông sợ con vợ ông xấu, mà bây giờ ông hãy cảm thọ con vợ ông đang đẹp đi, đúng không? Đang có con vợ đẹp thì hãy sống với con vợ đẹp cho nó ngon đi. Đi sợ con vợ nó xấu, vậy thì những ngày tháng con vợ đẹp không có. Cái câu nãy với câu này nó kết hợp lại nó giống là một nguyên lý đó quý vị. Hãy sống như ngày tháng sống đẹp đi. Đúng không quý vị? Chúng ta đi ngang một cái vườn hoa, hoa thơm cỏ đẹp, thì chúng ta hãy ngắm vườn hoa đi. Chúng ta đi suy nghĩ cái nhà mình á, bị bù xẹ ăn chi vậy? Rất là nhiều người bị cái bệnh này quý vị. Đang có một hoàn cảnh vui vẻ thì nghĩ đến cái chuyện gia đình của mình đang khổ đau thì khóc. Vậy thì bản thân quý vị làm gì có được cái nguồn năng lượng của cái đang thấy tốt. Khổ ghê thiệt. Dù bây giờ mình đang ngồi nghe pháp gì, có những người trong đây bây giờ đang thiếu nợ hay khổ đau te tua nè, hãy buông việc này qua bên đi, hãy cảm thọ cái mà chúng ta đang được ngồi với nhau đây, đúng không? Vẫn đặc biệt. Cuộc đời tôi đi tu mười mấy năm nay tôi vẫn cảm nhận được cái con đường tu này tuyệt vời. Còn ngày mai ngày mốt cái chuyện đó của nó. Còn tôi cứ là cảm thọ cái việc mà tôi được mười mấy năm nay, tôi cảm thấy tôi cũng mừng. Cho quý vị biết chứ, nếu những đức không đi học Phật á, một ngày của cái này cũng chưa có, đừng nói chi là mười mấy năm. Một ngày của cái này nè cũng chưa có nữa, đừng nói chi là mười mấy năm. Được mười mấy năm là đã quá mừng rồi, quá chấp nhận rồi, đúng không? Con người chúng ta hãy chấp nhận mà cái mình đang được đi, để cảm thấy là quá chấp nhận, quá mừng đi. Nó bây giờ nhà đang giàu bắt đầu là bo bo sợ nhà nghèo lại, thì cuối cùng mình đã là con người nghèo rồi. Bây giờ mình đang khá giả có điều kiện thì mình hãy cảm nhận cái điều mình đang sống gì đi. Mình sống sao cho nó khéo léo, cho nó đàng hoàng thì nó đặc biệt quá. Thường là con người ta bị cái bệnh này đã khá giả dư giả rồi, nếu mà ngồi suy nghĩ ra cái của cải mà có được thì hai vợ chồng với mấy đứa con này ăn cả đời cũng không hết. Nhưng mà không biết đủ, chạy đôn chạy đáo chạy tầm bậy, cuối cùng mắc của. Phải chi mà làm ít lại, làm từ từ lại, gọn thôi, thì tức khắc tu phước tu duyên thêm thì tuyệt vời. Quá tuyệt vời quý vị. Nhưng mà lạ thay, đi nhìn cái ông giàu nhất của cái đất nước, tôi phải lên tới ông đó nó mới được. Cuối cùng nó lên không được mà nó rớt xuống luôn. Không có một ngày tháng nào mà được sống cái hoàn cảnh bình an.
Nên những đức nói với vị nghe, cái người khôn nhất trong cuộc đời này là chúng ta nên có những ngày tháng bình an mà sống, đúng không? Có những ngày tháng bình an mà sống. Nên những đức khi mà gần với Phật tử nói chuyện được, ai gặp những đức cũng vui. Vì sao? Quá thoải mái, có gì đâu. Cái khi mà gặp nhiều cô Phật tử sùng sồn sùng sồn, đến mà gặp nhìn như đó, nhìn gì mắc cười ghê. Thầy ông Tiếu công nhận thì hồi tối nè, đang chạy xe mà 5-6 người mà người ta ở đâu núi Bà Trắng gì, à núi Bà Đen, à núi Bà Đen, núi Bà Đen chứ, ừ quên, lộn, núi Bà Trắng đó. Mà người ta đi đến đây mà người ta đỡ nghe, người ta ngồi ngay chăng cái hàng cái giường cây á, người ta ngồi ngay cái giường cây ghế đá đó, người ta đỡ, người ta biết chắc ai báo là thầy sẽ chạy xe đạp ngang đây đó, vậy đó mà người ta bước ra, ta mừng chàng ô, họ mừng đừng có nói nữa. Mừng thiệt là mừng nó, xong rồi chụp hình đồ vui vẻ, làm kiểu cọ chụp hình đồ làm có cự hơn chết. Họ nói nè, công nhận thiệt, thầy ở trong nhà cũng vui mà ở ngoài cũng vui luôn. Nói là thầy ô, ngày nào mà con không nghe thầy giảng con không đứa nào chịu nổi đâu thầy. Ôi gì đâu, họ làm vậy đó. Ờ quý vị ơi, họ chụp vô cái tay mình mà làm nè, làm vậy đó. Giống như họ quá mừng khi gặp mình quý vị ơi. Nên từ nơi đó mà cả đàn ông đúng vậy, họ thích những đức ngộ. Tại vì sao? Mình giảng vui quý vị ơi. Cách truyền tải Phật pháp mình nó vui á, làm cho người ta cười là hạnh phúc rồi. Quý vị biết rằng ở ngoài mà gọi là danh hài mà quý vị đi mua vé cũng mắc tiền lắm. Danh hài á, còn cái này quý vị khỏi cần mua vé, thấy không? Mà người ta vui vẻ, mà ta truyền tải Phật pháp bằng một cách vui vẻ, truyền tải đi. Những đức nói cho quý vị biết á, một chiếc thuyền mà đi trên nước mà được thông dong tự tại là quý vị biết chiếc thuyền gì không? Chiếc thuyền nhẹ nhàng. Không hiểu nữa. Một con người mà sống trong cuộc đời này á, bởi vì ông thông dong tự tại là từ đâu biết không? Tâm nhẹ nhàng. Vậy thôi. Còn giờ một chiếc thuyền mà để dưới nước mà nó đi không nổi, cái máy mà chạy tạch 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 mà đi không nổi là vì sao? Thuyền nặng quá. Nên con người cũng vậy, tâm trạng mà nặng quá làm sao bị sống trong cuộc đời này có niềm vui. Cái vị mà nói chuyện với con người đó, vị cảm thấy mệt lắm. Tại vì họ nặng quá. Nghe không? Nặng quá xá là nặng. Hiểu không? Nặng chứ mà nặng vậy, mà nặng đó là cái chuyên chở mà là ở đâu vậy? Cái tâm. Mà cái nặng tâm nó cũng như hư không vậy đó. Mà đem cái hư không mà để vào tâm, vậy mà nó thành nặng. Trong khi hư không nó không có thể tướng, vậy mà đem nó để vào tâm để trở thành nặng, để chấp thành tướng, cuối cùng nó thành thể tướng mà nặng trong tâm. Chứ thật sự thì cái sự nặng nề trong nội tâm nó chuyển hóa cực kỳ nhanh luôn. Nó như lật bàn tay vậy đó. Đây là nặng, đây là nhẹ, đây là nặng, đây là nhẹ. Chuyển qua được hay không là do bạn hiểu hay không. Hiểu không? Đó, những văn tự truyền tải Phật pháp, vì thấy không? Nghe những câu nó quan trọng đó. Để ý thì nghe, để ý sẽ thấy quan trọng. Nhưng mà vui mới để ý được. Chứ những đức nói vị nghe, nếu hồi nãy giờ những đức giảng mà ngồi dưới mà ai cũng bây giờ muốn như vậy, vậy thì dễ thôi. Hồi nãy giờ lên á, không bao giờ truyền tải Phật pháp bằng một văn tự vui vẻ mà lên nghe. Không có chỉ tay. Vì biết rằng giảng pháp mà tay quơ 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 cũng làm cái cách đó cho vị đỡ buồn ngủ. Chứ gặp mà lên mà chúng ta phải cố gắng niệm Phật, phải hiếu với cha mẹ của mình, là một người Phật tử phải có cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi với oai nghi đúng đắn. Gặp quý thầy phải đứng chắp tay cho nó đàng hoàng. Khi xá hay chà, mình nói cái gì người ta cũng có cự.
Tại cái này mình giả thiết nó không có thật, nên từ nơi đó mà người ta cười. Chứ nếu mà mình nói mà mình bắt buộc người ta thật vậy, người ta sợ đó quý vị. Tại người ta thấy sao cái gì người ta cũng bị dính có lỗi chứ nha. Nên cái cách truyền tải Phật pháp là thấy cho người ta đừng có lỗi, thì người ta sẽ phái nghe gì người ta thấy không có lỗi. Hiểu không? Mà khi người ta vui rồi người ta mới thấy cái đó là có lỗi thì người ta tự sửa. À, ngộ vậy đó. Giống như bữa đó Như Đức chia sẻ Phật pháp mà có cái câu mà Như Đức đang cúng điếu thực. Có hai đứa nó bận đầm bận điếc bận áo dây nó đứng trước mặt. Xong Như Đức bước ra, Như Đức nói: "Hai cô tiểu yêu đứng qua bên." Rồi sau đó bước lại nó hỏi: "Thầy, bộ con đáng yêu lắm hả?" Như Đức nói: "Ừ, đáng yêu lắm. Coi trong phim Tây Du Ký mà mấy con bạch cốt tinh đó thì sao đó, có đáng yêu không?" Nó kêu tiểu yêu rồi còn hỏi đáng yêu nữa. Đứng ngay trước mặt mình đang cúng điếu thực, nó bận cái quần ngắn ngủn, nó bận cái áo dây, nó đưa ra. Mày coi, mày cúng điếu thực mà đứng ngay trước mặt mình, nó ập vô mặt mình mọi cúng cái gì. Mình kêu hai con tiểu yêu đi ra chỗ khác cho tao cúng. Nó mắc cười, nó chạy lên hỏi: "Bồ con đáng yêu lắm hả?" Ờ, đáng yêu lắm. Giống bạch cung tinh vậy, đáng yêu không? Thấy chưa? Mà người ta không giận hờn gì mà người ta mắc cười quý vị. Quý vị biết những câu nói này, nếu cái người ta nói mình giảng bậy là giảng bậy. Còn nếu như người ta nói mình là người giảng truyền tải Phật pháp vui, để cho những người bận đồ vậy tránh đi, đừng có nên bận đồ vậy lợi chùa, thì quá đúng rồi. Đúng không? Nó, mà người ta lại vui, người ta lại thích. Nó, cái cách truyền tải Phật pháp của mình là nó phong phú, nó nhân sinh quý vị, nó thờ đại, nó thờ đại, nên nghe thì có khi hơi mắc dạy một chút thôi. Như vậy mà người ta lại phái, người ta lại thích từ sao kỳ cục như vậy đó. Các vị coi trong những bài giảng như Đức đi, giỏi lắm, người ta bình luận chỉ có một hai người, người ta nói tầm bậy người ta ghét thôi, chứ đa phần người ta đều nói thầy số 1, cái là vậy đó. Ừ, đi coi đi thì vậy là được rồi đó. Hiểu chưa? Đó, người ta thích mà. Rõ ràng nói thiệt chứ, chúng ta là đã sanh trong cái thời mạt pháp này, căn tính của mình nó rõ ra. Người ta dạy mình không nghe chứ không phải là không dạy. Mình là cái dạng lì đòn không nghe, nên người ta mắng mình mắc dạy. Chứ mình là được dạy nhưng mà mình không nghe. À, nên mình phải giảng nó có cái giống như mắc dạy một chút là phải nghe. Lạ lắm quý vị. Ừ. Nếu mà trong cuộc đời này quý vị mà vui vẻ an lạc, bị chửi người ta cũng thích. Vì chửi rất đặc sắc. Chửi phải nghe lắm. Cho quý vị biết nghe, bị chửi người mà do tâm trạng bị bực bội nên chửi người ta ghét quý vị đó. Chứ nếu mà quý vị mà vui bị chửi người ta phái lắm. Bao nhiêu người gặp những đức nói thầy chữ đã ghê, ngộ vậy đó. Bao nhiêu người gặp mà nói thầy chữ công nhận đã thiệt, chữ gì đâu đúng bon luôn mà công nhận nghe phê, hấp phê. Thấy chưa? Nhưng mà người bình thường khác chữ là làm nặng nề luôn. Vì tâm trạng của họ bị nặng nề. Ví dụ như họ sân si mà mày á, mày thôi mày á, hiểu gì ai mà ha thoải mái được. Còn mình chữ mắc cừ, mình làm mắc cừ tự nhiên mình bước ra mình vừa thấy hai cô tiểu yêu chắc vào trong cái tao đố hồ thầy nào mà nói câu này luôn đó quý vị. Ví dụ như tôi kêu con qua đây cho thầy và cúng như thật một chút, tự nhiên nghe câu đó giờ mình nó mới thấy sượng sượng, nó ngùng ngùng hai cô tiểu yêu chắc vào bên đó. Thế lạ chưa? Quá tiếu luôn quý vị, không? À, vậy đó. Mà theo nghe những đức giảng pháp luôn, sau này là không dám bận đồ đó luôn. Xong vậy mà ra ngoài gặp, xong những đức nói nè, mai mốt á, để chùa đừng bận đồ gì con. Con bận đồ gì con đưa ra sạch nhất chứ người. Mà con phe với thầy có ý nghĩa gì đâu, thấy không? Con thấy thầy nè, bận 3-4 cái áo, 2-3 cái quần,
con bằng chi mà có một cái áo một cái quần à? Mỏng manh tội nghiệp con quá, bộ con thiếu vải à? Nghe nó vái vị. Xong nó nói từ đó giờ ít ai mà nói con câu này mà con chịu nghe đó. Mà thầy nói con chịu nghe đó. Thì sao đến bằng bộ đồ lam, mà nó may bộ đồ lam ngắn ngủn, mà hai cái tay thì dài, mà cái áo mà nghe, chỉ có ngang luôn quần thôi cũng được đi. À, có kệ nó, con người nó thích phe. Ngộ đó quý vị ơi, chúng ta biết tu là mình đỡ phe đó quý vị. Chứ mình ngày xưa mà chưa tu mình thích phe lắm. Mà có thì phe thì cũng coi được, mà này không có cũng đi phe. Có kỳ cục. Vì thấy mà phải cõi đời này, chúng ta làm đẹp để làm gì? Khoe chứ gì? Thấy không? Bây giờ có thì cố gắng khoe, còn không có thì làm mọi cách để làm sao có để phe. Khoe của, tính là của lắm. Thấy không? Đó, nên cái bệnh của chúng sanh mình là như vậy. Thích phe của. Thấy không? Giờ mà mấy cô đi đến chùa mà như Đức Giảng giết cái mấy cô hết phe của luôn. À, hết phe của luôn rồi. Bây giờ mà mấy cô mà nghe những Đức Giảng thì Đức hỏi mấy cô là khi mấy cô ở nhà mấy cô có bận áo dây không? Có không? Màu đó có bận không? Màu đó có mà. Bây giờ nghĩ rồi phải không? Sao không bận đi? Ngoài đời bận đâu, tôi đâu có thấy đâu, bận đại thôi. Thấy không? À. Rồi có bận mấy cái quần mà bó sát vô người không? Có. Bữa đó tôi đi ngoài đường tôi thấy có một cái bà ngồi trong đây nè. Họ mới lên đồ thấy ghê. Xong rồi Đức chạy sang ăn, nó bấm cửa nó này, nói đây lơ. Mình đi ra đường chạy xe nghe, đội nón kết nghe. Nhìn thấy cũng tưởng đâu là chàng trai nào phải không? Không, đi ngang gặp bà bằng đồ lên đồ dữ quá. Quen lắm, ngồi đây nè, quen mặt lắm. Xong bấm cửa xe xuống gặp ấy lơ. Chết chưa? Không, từ từ đó mà. Không, kệ, đi đến chùa miễn sao kính đáo đàng hoàng. Còn mình là người phụ nữ biết tu rồi, bận đồ cho đàng hoàng. Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không thì nói bận đồ mỏng manh quá, tạo tội nghiệp địa ngục. Mình đi một vòng ngoài đường, mình chồng vô tâm bao nhiêu người đàn ông những cái điều tầm bậy. Không phải, hiểu không? Thì bây giờ mình nghe mình hiểu rồi. Mấy cái đồ mà mỏng manh quá, ai bận đưa nó bận hết đi, còn mình không bận nữa. Không bận mà tốt nhất không bận là đừng đưa ai bận luôn. Đưa làm chí? Người xưa nói rằng thấy tiểu thuyết, thấy hình ảnh lộ lẫy đốt để làm chi? Đừng cho người ta tiếp tục coi. Nên từ đó mình cũng có cái tâm đó, mình có phước. Nên những cái người mà bận đồ hở hang đồ này kia nghe, mà những cái người mà đóng những cái bộ phim đòi trị đồ này nọ, cái tội lỗi đó đỏ không biết chừng nào mà đi ra khỏi địa ngục. Tội lỗi này nặng lắm, vì nó chồng vào cái tâm cho người ta. Người ta coi bộ phim đó cái là người ta khởi tâm tầm bậy, người ta làm tầm bậy, đúng không? Nên từ nơi đó mà mình biết tu rồi, mấy cô kính đáo là đẹp, thấy không? Tôi tặng cho cái khăn này là phải hiểu cái ý nghĩa đó, đúng không? Tặng cho cái khăn này là ý muốn nói cho mấy bà biết, mấy bà phải bận đồ theo thời đại cổ trang cho nó kín đáo lại, phải không? Mình bận đồ kín đáo nó có rất nhiều cái thông minh. Thông minh gì? Có thì cũng cắt, mà không có cũng không hay biết luôn. À, thấy chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Nó nên từ nơi đó bận đồ kín đáo là một cái vẻ đẹp người phụ nữ đặc biệt nhất. Mà cái vẻ đẹp đó có phước duyên. Có phước duyên á nghe. Trong cuộc đời mình chỉ có một người đàn ông mà chúng ta có thể cho họ thấy thôi, đó là chồng mình. Còn những người khác đố cho thấy miếng gì luôn, vậy là được rồi. Vậy mình là người phụ nữ gì, mình đi đâu chồng mình cũng yên tâm. Mình đi đâu mình cũng chồng mình yên tâm. Mấy bà cứ vậy đi, mà mấy ông chồng mà nghe gì, nghe mấy ông nói ông thầy dạy số 1 được rồi đó, thấy không? Quý vị coi từ đó giờ quý vị đi đến chùa này có bao giờ mà những Đức rủ quý vị uống cà phê không?
Có bao giờ rủ đi đâu không? Có cô nào mà nhà Đức rủ đi đâu không? Không bao giờ. Đúng không? Biết nhau cả chục năm nay có bao giờ đi đâu đâu. Vậy đó mà có chừng quý vị quen những người khác bị đi đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Đi chỗ này đi chỗ kia. Nên những Đức nói rằng những cái ban bệ mà đi hộ niệm cẩn thận. Hồi xưa giờ đi hộ niệm cũng dính, cái kiểu như đi đêm hôm quý vị. Rồi bằng đêm hôm buồn ngủ quá cái uống cà phê đồ, đồ này kia đồ, rồi bắt đầu trở về. Gì đó mà dính. Phàm phu mình nó kỳ lắm quý vị ơi. Đực với cái mà nó gặp nhau là lạ lắm. Nó rất là kỳ cục nghe chưa. Cái kiểu như sùng sồn kiểu này nè, mà thời tiết lạnh lẽo á, đêm hôm nói không, là mỗi người nó hùng lại chút xíu để sưởi ấm tâm hồn. Nguy hiểm. Tại vì ai cũng có cửa hết rồi. Lâu lâu cũng chút cửa một cái. Thấy không? Nên từ nó đó mà nguy hiểm nghe chưa. Cả tu rồi đi hộ niệm cũng vậy nè. Thôi tốt nhất ở nhà lo tu cho tốt. Còn cái chuyện ai làm được tốt thì người ta cứ làm đi. Đi vòng vo tam quốc, đi nhiều, biết nhiều, nghe nhiều, viết coi chừng mắt vương hướng tu. Trước chưa độ mình khó độ người khác lắm. Còn ai làm được cứ làm đi. Mình phận người phụ nữ có chồng rồi, đi đến chùa tu học nghe pháp xong đi về, chứ không có đi khư khư. Nghe không? Lạng lạng khư khư làm chi? Nghe không? Chứ đừng có nói mà đi lên chùa xong rồi hẹn đi uống cà phê. Uống cà phê, giết cà phê tùm lum tùm la. Nguy hiểm, nghe không? Đi lỡ chùa tu, tu xong đi về. Đi về lo gia đình đàng hoàng. Trách nhiệm của mình mà. Đúng mấy cô? Trách nhiệm của mình. Mà đi lại đây tu tập với những Đức thấy là mấy cô là sáng sủa đó, được đó. Tu viết mà thấy mặt mày sáng sủa, thấy mặt hiền. Không biết có hiền hay không mà thấy mặt hiền. Hiểu không? Tu đúng là càng tu nó càng hiền. Thì nó đúng. Mà vui là hiền à. Đúng không? Vui là hiền. Chứ tu với mọi bà sằng sộ là tu cái gì? Nếu tu là ma. Tu mà sằng sộ, hung dữ, bạo ngược là sai. Không? Tu gì mà chồng nói một câu mà rá rá rá. Sai rồi. Là bậy. Không? Tu xong mà chồng về nó chửi mình, nó nói mình này kia mà mình niệm Phật được là tu đó. Lúc đó mới tu. Còn cái lúc này cũng chưa chắc tu nữa. Lúc này ông thầy ông truyền tải một pháp là ông dạy mình là mình nghe rồi, chưa gọi là tu. Tu là lúc người ta chửi mình mà tu hay không, lúc mà nghịch cảnh nghịch duyên mới thật sự có tu hay không. Thấy không? Phật nói trong kinh mà, này các con, tu vô nghịch cảnh nghịch duyên thì mới đắc đạo nghe các con. Hiểu không? Quý vị coi như đường tăng đi thỉnh kinh thì thấy nghịch nhiều hơn thuận. Cái việc mà nghịch nhiều hơn thuận thì mới thành tựu chứng quả. Giờ tối ngày muốn giảng sanh không à, mà muốn ngồi cho ngon lành làm sao mà giảng sanh. Nên nó phải có nghịch cảnh, nhưng mà trong nghịch cảnh nó mới là tu. Thế bây giờ lại đang nghe pháp rầm rầm thì cừ đồ vỗ tay đồ la lối um sùm. Về nhà gặp chồng giống nhau, cái bà đó lại Quan Âm Bồ Tát á, lại sưng cái đầu gối 3000 lại sưng đầu gối luôn. Về thằng chồng nó kêu lại, nó nói ê mày đi đâu mấy ngày nay mà nay chân cẳng đi sượng sượng với con. Chồng nói chuyện gì đó, nói gì đó quý vị. Xong nó lỡ nó dạch đầu gối, nó thấy đầu gối sưng dù dù. Nó mày chơi gì mà chơi ác đạn vậy? Người ta đàn ông đi 3-4 ngày đầu gối sưng thì không nói được chi. Mày đàn bà mà đi 3-4 ngày mà đầu gối mày sưng hết trơn. Tao thấy mày với đàn bà gái mày chơi gì mà chơi ác đạn, ác nhân, ác đức. Ý nó nói chơi cái vụ đó đó quý vị. Kinh khủng không? Bà này mới nói trời cái thứ gì nói chuyện tầm bậy tầm bạ trời.
Mấy ngày nay đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm muốn chết luôn chứ. Lại 3.000 lại, thầy cũng dẫn dắt lại 3.000 xin đồ gói. Tôi cầu nguyện cho ông nói gì kỳ ông đó, mày lại, mày mà lại cái gì lại, bị coi ra cái kinh chưa. Xong á, nhờ những đức là cái bữa giảng đã nói rồi, bà vừa bị gì bà tức chuẩn bị máu lửa đồ chảy ra. Lúc đó bà nhớ lời những đức nói, coi chừng quan gia làm mình đổ phước hết. Bà vừa nhớ lại một cái bà nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa. Xong ổng nói vậy, bà đi sượng sượng, bà đi vô, bà im gu, bà đi vô. Lao mình tắm rửa rồi xong, bà nằm nghỉ. Ổng bước vô tiếp tục, ổng nói, để tao kiểm tra mày coi. Kinh chưa? Bà anh lợi bà nói như đứa nghe. Nói thôi kệ đi, muốn kiểm gì nữa kiểm. Hiểu không? Thì kinh cho quý vị. Nó bà nói là, thầy ơi, thầy thấy đúng là cái cõi đời nó khổ đau. 3 ngày đến lại Quan Âm là tính ra hơn 4 ngày. Đêm hôm đâu có ngủ ghê gì đâu. Mà thấy thầy lại kiểu đó thôi, cố gắng lại theo. Đầu gối sưng, chân cẳng đùi nhất. Đi sượng sượng gì mà nó còn nói con gì. Xong á, ổng nói con gì. Rồi xong con nghe lời thầy giảng, con nhịn. Con đi tắm, xong con vô con nằm nghỉ, quá mệt. Con chưa nghĩ được cái gì, nó vô nó đòi kiểm tra con. Nhưng đến rồi cuối cùng mà cô có cho nó kiểm tra không? Nó giờ đó còn có sức lực gì đâu mà nó muốn làm gì đó nó làm. Rồi giúp lúc đó con mới dùng cái phương pháp niệm Phật của thầy, nó muốn kiểm thì nó kiểm. Thì lúc đó con nằm con cứ gì rồi cái đầu này. Con cứ nhếch môi niệm Phật. Con cứ nó rồi nó kiểm tra. Kinh khủng không? Các vị thấy khổ chưa? Cái thân phận phụ nữ khổ chưa? Nên 48 lời đại nguyện Phật nói là có một lời nguyện là nhàm chán thân nữ. Rõ ràng không? Đó. Nó nghe đi rồi quý vị thấy trong cái nghịch cảnh nghịch duyên mà tu. Mình phải chịu đựng chứ sao? Còn cái bà này bà nói nghe, bà có một ông chồng, chồng nó dơ kinh khủng. Bà kể những đứa kia, tại mấy bà ưa thích những đứa cái gì bà cũng kể. Mà bà kể bà ưa, thường nói câu nói là thầy đừng kể cho ai nghe. Nói tôi không bao giờ kể cho một người nào nghe. Tôi kể cho cả đại chúng nghe chứ không kể cho một người đâu. Một người là nhiều chuyện, còn kể cho cả đại chúng là để cho người ta nhận thức. Để thấy cái khổ mà có dính mình hay không để điều chỉnh. Kể câu chuyện là để coi mình có dính chỗ nào, chỉnh chỗ đó. Có nhiều bà khổ không đến nỗi như vậy. Mà mình thấy cái bà này bả như vậy, bả còn tu, bả còn vui được thì mình chỉnh mình luôn. Nó chồng mà dơ kinh khủng. Thầy biết rằng nghe thầy, nó để tóc mà nghe chăng cái nách nó dài thòn. Hiểu chưa? Lòng nách nó mấy bà mệt ghê. Mà nó đi làm về là nó không tắm gì hết chứ. Mà đất nó dính cục. Ở cái chỗ đó mà dơ tay nó mồ hôi nó đổ nhiều, nó dính cục rồi nó dính theo cái cọng tóc đó, nó là đường. Nghe không? Rồi là nó đi nhậu về xong mà chồng của bả nó là gan giả hết. Mà bằng đêm nó ngủ là nó cứ tháo ra nó để bên. Bà nói rằng chàng ơi, sống bao nhiêu năm nay là chịu đựng, mà lúc mà cưới là cha mẹ gáp vào, nên từ nơi đó không có nhìn rõ ràng, không có nói chuyện nhiều, mà cha mẹ gáp thì lấy luôn. Rồi cái đêm mà động phòng, sáng lại mới biết này nó gụng găng. Thì gạo đó nó thành cơm rồi, còn cái gì bây giờ. Gạo đó thành cơm rồi. Mà nó nói là răng của nó ngộ lắm. Mỗi lần mà nó, bà nói là nó hung bà, là răng nó nhúc nhích vậy nè. Rồi á, nó bực bội quá, nó tháo nguyên cái hàm răng nó để bên. Thấy ghê không quý vị? Gớm không? Kinh khủng thiệt. Vậy mà bà nói với gì đó mà cũng đẻ mấy đứa con cho nó. Giết rồi quen. Mà nó dơ quá dơ. Chịu đựng thầy ơi. Bởi vì mỗi lần mà con nghe thầy nói á, Đức Phật dạy, này các con, hãy chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi các con. Con nghe câu này thiệt tình mà con mát lòng mát dạ. Chịu khổ một đời ngắn ngủi thôi để về cực lạc. Không quý vị ơi, mình là đàn ông hay đàn bà cũng phải kỹ lưỡng một chút.
chứ mình ở dơ cái đó gớm quá. Bà nói rằng nó đi làm về nó không tắm gì, chứ mà nó đem nguyên cái nách nó ập vô mặt bà. Nó hỏi thơm không? Mà nếu mà nói hôi là nó quýnh. Ừ, bà nói thơm dữ lắm. Nó thơm mùi hạt quá cái gì. Kinh khủng quý vị. Nó nên mình đàn ông nó nói mình cũng phải kỹ lưỡng. Ăn nhậu gì cũng phải kỹ lưỡng sạch sẽ thì sao? Đúng quý vị. Phụ nữ còn càng kỹ lưỡng sạch sẽ nữa. Đàn ông mà ở dơ đáng gì, mà đàn bà mà ở dơ còn ác đạn hơn. Nên mình chuẩn bị đi lễ vía Quan Âm, mình có cầm cái vài bộ đồ, vài cái khăn theo. Nó lại Quan Âm xong mới đi lau mình mẩy đồ, chứ không phải là để mình mẩy mồ hôi mồ kê đi. Đi vòng vòng đi ngủ ghế bên ta chèn ôi chèn. Nằm ghế bên chứ ngủ không được. Bản thân mình đang vậy mà làm cho nhiều người ngủ không được thiệt. Cũng tội lỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Hiểu không? Nói quý vị thấy không? Chia sẻ nó đơn giản nhưng mà quý vị thấy cái khổ người phụ nữ chưa? Dữ dằn lắm. Bao nhiêu câu chuyện kể mà. Nó còn cái câu chuyện mà cái bà kia bà kể mà nói là thằng chồng bà nó ác đạn, sống với nó là mình mấy thẹo dít đầy kỳ cục. Mà nó là nó cắn, nó cắn từ đầu tới chân, nó cắn mình mấy thẹo dít, không cho cắn là nó không chịu. Vậy mà chịu sống, sống với nó hai mấy năm cắn đầy mình, vừa lành chưa xong là nó cắn tiếp tục. Vậy mà giết bà nói là giết làm như bị cắn ghiền. Kinh cho quý vị, cắn mà ghiền. Nó cắn theo dít mà ghiền. Thấy chưa? Nó khi mà bà nghe những đức giảng, bà mới thấy đúng là cái khổ người phụ nữ. Quý vị ô. Nếu nói cái khổ với người phụ nữ nhiều lắm đúng không quý vị? Nhiều lắm. Chứ đừng có bao giờ cho rằng tôi là người khổ nhất trong cuộc đời này. Không có chuyện đó đâu, đừng có nói gì. Còn nhiều người khổ hơn mình nữa. Đó là nhột số câu chuyện đó đó. Biết bao nhiêu câu chuyện mà nói chèn luôn. Kể giết mà y áo tuột hết chứ. Kinh quá mà. Nghe không? Nên bây giờ mà lỡ đây mà ông thầy ông nói chuyện cho vui là cũng mừng lắm rồi. Chứ cuộc đời con nó khổ quá chứ. Khổ quá. Bây giờ mà không có nụ cười gì hết hết trời. Sống sao nổi rồi thầy. Có nhiều cô mà lỡ kể chuyện những đức nghe mà mấy bà vừa kể với làm nè. Xong những đức, những đức thấy vậy những đức làm nè. Bữa nay những đức có thêm cái chiêu này mới sáng. Có bà lỡ kể chuyện mới vừa kể với làm nè. Những đức. Sao bà yêu cô có nhìn chắc chắn mình luôn. Ở sau bà vừa nhìn cái mình vừa ngưng cái bà làm nè. Cái chuyện đứt này. À! Mình còn dữ hơn bà nè, bà nín luôn. Xong những đứt nói bà tắt đài chưa. Lỡ bà nói đài thì bà hết hết rồi. Tắt đài. Cái đài tôi còn dữ hơn bà nữa. Phụ nữ kỳ lắm. Mỗi lần mà khóc mà kêu thôi nín đi cô, nín đi ha, nín đi, nín đi. Nín đi cô, nín đi cô, chuyện gì còn đâu, chuyện đâu còn có đó. Buông xuống, nín, nín, nín. Mình vừa nghe bản gì mình nói. Xanh mặt xanh mày mà nín luôn quý vị. Bỏ tặc. Cái đài bà đài FM, đài tôi đài ép anh nè, các bạn biết FM chơi lỡ ép anh không? Bà lạng hoạn anh ép luôn cho bà biết. Cho bà biết. Trời ơi. Lỡ mà bây giờ không có thời gian bao nhiêu chuẩn bị qua giảng mà cứ ngồi nó hết 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 quá. Rồi xong mà giải quyết cái chuyện bà nói chuyện này kia bà vui vẻ. Giờ bà qua đây bà ngồi nghe giảng nãy giờ bà cười. Cười sặc sặc nãy giờ. Thấy chưa? Không làm sao không biết mà làm ta cười là ngon rồi đó quý vị. Đúng không? 10 giờ 15 phút rồi đó.
Đó, mình là tính ra 1 tiếng 45 phút rồi đó quý vị. Thấy chưa? Ca sĩ hát một bài mấy phút. Này ca sĩ làm 1 tiếng 45 phút không đơn giản. Ồ. Mà cười từ đầu tới cuối nghe. Mặt tươi rối. Chân cẳng thấy đau. Đau không? Đau chưa? Nhưng mà vô vui á. Vui nó quá giải bớt á nghe. Giận đâu. Không vậy là cách chia sẻ Phật pháp này là phù hợp với quý vị. Phù hợp không? Phù hợp mà. Ngọt. Nên tất cả những người khổ trong cuộc đời này đừng bao giờ nói rằng tôi khổ nhất. Nếu mình nói mình khổ nhất thì mình đi tiêu cực. Và phải nói rằng là trong cuộc đời này ai đến đây đều có khổ. Đã mang thân này thì có khổ. Mang thân này là có khổ. Đẹp, xấu, lùng, lé, hô súng đều khổ hết. Hô những đức. Và, thấy chưa? Nhưng quý vị nhớ bị niệm Phật đi nghe. Cái xấu nào mà niệm Phật đắp vào là nó đều có cái đẹp. Thấy những đức không có đẹp nhưng mà lại có gì? Duyên. Không? Không có đẹp mà có duyên. Mà có duyên nó có duyên là nó đạt 70%. Mà đẹp mà vô duyên là mất 70%. Nó thiệt. Ai mà đẹp mà vô duyên đi mất 70%. Vậy quý vị mà niệm Phật nghe, quý vị xấu quý vị không cần sợ. Vì sao? Vì niệm Phật mình có duyên rồi. Thấy không? Chắc chắn là quý vị sẽ có duyên. Nên từ nơi đó phải có duyên nghe chưa? Có duyên thì niệm Phật có giảng sanh nghe không? Không có duyên đố mà giảng sanh. Chúng ta có duyên thì chúng ta mới nghe tịnh độ nè. Cái tịnh độ này là cái pháp tu có duyên. Còn ai mà vô duyên là không có tu tịnh độ được đâu. Mà tu nó có duyên nghe, mà sợ họ không chịu tu. Vô duyên là không gặp á, sao tu? Mình là có duyên lắm đó quý vị. Đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy làm gì phải cố gắng niệm Phật nghe. Dạ. Đúng không? Ở này chắc là cũng một kiếp xa xưa gì, cũng có hẹn hò nha. Thấy không? Mà giống như Đức nói mấy cô mà đi theo như Đức cả trăm người phục vụ chúng chùa, như Đức nói đây cũng chắc là cung tầng mỹ nữ gì đó. Thời xa xưa quý vị. Rồi ông vua ông giác ngộ tu hành về nói cho cung tầng mỹ nữ biết. Chậm đã giác ngộ Phật pháp rồi. Nó mấy mươi năm sống trong cái cõi ô trược này, trong cái danh lợi hận thua đâu đó giành giật và chiết với nhau. Hôm nay chấm đã gặp được Phật pháp rồi. Mong tất cả cung tăng mỹ nữ hãy tiếp nhận Phật pháp đi và phát nguyện hẹn gặp ra. Nói rồi để chạy nước huyết. Tôi với bạn cũng phát nguyện quý vị ơi. Giờ bạn đi theo mình, bạn cùng phục vụ chúng sanh với mình có phát nguyện á. Còn mấy bà để biết cung gì đấy á. Này cũng phát nguyện đó nghe quý vị. Nó ngồi nhau vậy nè. Nên mỗi buổi giảng mà mấy bà ngồi bà động viên tinh thần, bà vỗ tay sùm bà la lối ta tá lả binh, nhưng mà làm mà cũng hướng giảng. Chứ mà gặp giờ mà trên đây mình giảng mình la lối sùm, la sùm ở dưới. Chắc la cho đúng đô, la lên, la lên. Một chút rồi, Nam Mô Phật hồi hướng nghị. La hết nổi. Không có cổ vũ quý vị. Bây giờ như Đức nói quý vị, một cái đội bóng đá nghe, mà nó không có một người nào cổ vũ hết chứ. Đá yếu. Đá yếu quý vị. Không ai cổ vũ. Nó. Bây giờ như Đức nói quý vị chơi cái trò chơi kéo co thôi. Bây giờ chơi trò chơi kéo co, một bên nó la còn bên đây bảo đảm bị bên kia nó kéo đi liền. Nên cái kiểu mà hô hà nó cũng dữ lắm. Nên những đứa cảm ơn mấy cái bà hô hà này.
Mà cái công đức nhân duyên của mấy cái người mà vỗ tay mà la lối này cũng hay. Biết sao? Vì nó làm cho mấy bà buồn ngủ tỉnh. Thấy rõ ràng mà. Có cái bà bà ngồi bà nghe pháp, bà ngồi bà chuẩn bị ngủ bà làm nè. Cái bà ngồi kế bên bà vỗ bà la lên cái bà kia nó cái gì ạ? À? Vỗ theo. Giúp bà này tỉnh luôn. Vỗ tay nó có một cái công năng cực kỳ hay, đó là một sự đoàn kết giữa con người với con người. Đúng không? Và khi hai cái tay vỗ lại với nhau làm cho máu huyết lưu thông, tim mạch điều hòa. Mà mấy cái việc này nó đặc biệt rồi thì cuối cùng là gì? Bộ não được thông suốt, trí tuệ phát sinh. Quá đặc biệt. Chỉ có một việc vỗ tay thôi mà vậy đó. Hiểu không? Nó quá hay. Hay không? Đó. Hay cừ lên cái coi. Nhớ phải thường cừ nghe chưa? Cười. Ông nói thiệt, cái hội chúng mình là số 1. Hội chúng mình đúng là hội chúng năng lượng. Nên kích là thích. Thật sự luôn. Chứ gặp mà cái hội chúng mà không có niềm vui, bị có kích cỡ nào cũng không cười. Cười đi coi. Đặc biệt không? Đúng là giống có sẵn luôn. Không dễ đâu quý vị. Cái người mà họ mà không có năng lượng quý vị, họ không có cười được gì đâu. Làm gì có cái chuyện mà đụng cái không, khó lắm quý vị ơi. Cái người mà không có năng lượng quý vị, họ cười xả dao quý vị biết không? Nhìn như con khỉ bạc má. Buổi sáng chuyện gia đình đang lu bu lộn xộn, bước vào công sở gặp nhau chào nhau, chào chị, chào anh, như giống như hoa nở dội tàn, đúng không? Còn cái người mà có năng lượng này, khi họ cười xong nghe là họ không cười nghe, mà miệng họ vẫn cười. Vì cái năng lượng là gì? Cái năng lượng là cái nhựa sống quý vị. Cái nhựa sống nó làm cho cái nguồn năng lượng của mình nó tăng 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 tăng. Nó một cái tăng thôi là nó đã dữ dằn lắm rồi. Mà cái này mà năng lượng mà nó làm cho mình tăng 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 lên. Chị nghĩ cỡ nào chưa? Bởi vì khi mà mấy cô mà cười xong nghe, khi mấy cô không cười thì miệng mấy cô vẫn nở hoa. Nên những người mà ung thư, những người bệnh này bệnh kia không có thuốc trị, một phương pháp trị bệnh cực kỳ đặc biệt mà không tốn tiền mà lại tốt đẹp vô cùng, năng lượng tăng trưởng là từ đâu? Cười. Cười. Những Đức dạy cho cái ông này nghe quý vị, ông bị ung thư, ông buồn cực kỳ buồn, những Đức đưa cho ông một cái mắt kiến. Ý không phải mắt kiến là cái gì? Cái gương. À, cái gương. Như nói ông coi nè, ông nhìn tôi, đây là cái gương, ví dụ. Đức nhìn vô, Đức làm nè. Ông cứ làm vậy đi. Ban đầu ông chưa cười được, ông làm giống như khùng vậy đó. Rồi ông nhìn vô gương, ông nhìn ông giống khùng quá. Rồi tự nhiên ông mắc cười. Rồi ông nghe nhà Đức giảng thì ông cứ cười đi. Thấy không? Một tháng sau, ông lại đây ông gặp nhà Đức. Ông có làm hay không? Nhà Đức nhìn ông, nhà Đức biết liền. Còn nếu ông không làm thì ông sẽ biến mất luôn, không bao giờ đến đây đâu. Chắc chắn ông luôn. Tuy mình nói nhưng mà mình biết ông không làm là ông không bao giờ đến tìm mình nữa đâu. Một tháng sau ông đến, mình biết ông này có làm. Chắc chắn hành trì được lợi ích mới tìm. Đúng không? Xong ông đến, ông gặp những Đức, ông vừa gặp những Đức thôi ông làm nè. Rồi, dính rồi. Được không? Phải ổn không? Công nhận thiệt. Tốn bao nhiêu tiền bạc trị bệnh không xong. Một cái chuyện chỉ đơn giản của thầy mà bây giờ con phấn chấn vô cùng khỏe. Đặc biệt chưa? Cười thôi. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ quý vị à. Hồi nãy giờ cười bao nhiêu nụ cười rồi? Nhiều lắm đúng không? Tiền đây à. Tiền đây. Đó. Không. Nó chỉ là trái tim thôi đúng không? Cảm ơn bằng tặng trái tim thôi đúng không? Dạ được rồi.
chúng ta quyết chí đời này về Cực Lạc quý ơi. Ai với đào vợ tính nguyện niệm Phật về Cực Lạc quý ơi. Ai với đào vợ rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh về tịnh độ